tiểu sử nhạc sĩ Phạm Duy, cuộc đời, sự nghiệp và những nốt bậc thăng trầm. Phạm Duy sinh ngày 5 tháng 10 năm 1921, mất ngày 27 tháng 1 năm 2013. Tên thật là Phạm Duy Cẩn, là nhạc sĩ, nhạc công, ca sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc lớn của Việt Nam. Ông được nhiều người đánh giá là nhạc sĩ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam, với lượng sáng tác đồ sộ cũng như đa dạng về thể loại. Trong đó có rất nhiều ca khúc trở nên kinh điển và quen thuộc với người Việt. Nhạc của ông thường sử dụng những yếu tố nền tảng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam kết hợp với những kỹ thuật, cấu trúc của nhạc Hàn Lâm Tây Phương, tạo nên một phong cách riêng với nhiều tác phẩm lớn có tính đột phá, giàu ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng là người khởi xướng, định hướng nhiều trào lưu, phong cách mới mẻ cho nền tân nhạc Việt Nam. Ngoài sáng tác và biểu diễn, ông còn có những công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam có giá trị. Ông từng giữ chức giáo sư nhạc ngữ tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Nhạc sĩ Phạm Duy còn được xem như một nhà văn, với 4 tập hồi ký được giới phê bình đánh giá cao về giá trị văn học lẫn giá trị tư liệu. Với hơn 70 năm sự nghiệp, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, ông được xem là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Tuy vậy, bên cạnh đó, các quan điểm nhìn nhận về nhạc sĩ Phạm Duy cũng khác biệt, chủ yếu là do các vấn đề chính trị. Nhạc sĩ Phạm Duy khởi đầu sự nghiệp âm nhạc trong gánh hát Đức Huy với vai trò là phó quản lý và ca sĩ hát lưu động. Ông từng tham gia chiến tranh Đông Dương đến năm 1951, sau đó ông rời khỏi chiến khu rồi vào miền Nam Việt Nam để hoạt động âm nhạc. Phạm Duy là tên tuổi lớn và đầy ảnh hưởng tại miền Nam Việt Nam với những hoạt động tích cực dành cho cả âm nhạc và chính trị. Và những hoạt động này còn tiếp diễn sau giai đoạn 1975 khi ông di tản sang Hoa Kỳ. Vì lý do chính trị, nhạc của ông bị cấm hoàn toàn tại miền Bắc Việt Nam sau năm 1954 và toàn Việt Nam sau năm 1975. Sau năm 2005, sau nhiều lần. Năm 2005, sau nhiều lần về thăm quê hương, ông chính thức trở về Việt Nam sống. Và từ đó, một số ca khúc của ông mới bắt đầu được phép phổ biến lại. Tính đến tháng 1 năm 2014, có 244 ca khúc được cấp phép lưu hành. Trong số đó, có 53 ca khúc ngoại quốc do ông đặt lời Việt. Trong số khoảng hơn 2.000 ca khúc do ông sáng tác hoặc viết lời. Có thể nói, nếu như thế hệ nhạc sĩ thập niên 1930 có công khai phá ra thể loại tân nhạc, thì nhạc sĩ Phạm Duy là người có công lớn nhất trong việc xây dựng và định hình cho tân nhạc Việt Nam thời kỳ thập niên 1940 trở về sau. Đặc biệt là trong thể loại tình ca, viết về tình yêu con người, tình yêu quê hương và đất nước. Nhạc của ông thường sử dụng những yếu tố nền tảng của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, kết hợp với những kỹ thuật, cấu trúc của nhạc Hàn Lâm Tây Phương, tạo nên một phong cách riêng với nhiều tác phẩm lớn có tính đột phá, giàu ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ. Ông cũng là người khởi xướng, định hướng nhiều trào lưu, phong cách mới mẻ cho nền tân nhạc Việt. Nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác kể từ thời kỳ tiền chiến thập niên 1940, với những ca khúc đầu tiên của sự nghiệp là Cô Hái Mơ, Cây Đàn Bỏ Quên, Khối Tình Trương Chi. Đó là thời kỳ mà ông có cơ hội đặc biệt để đi dọc theo chiều dài đất nước khi tham gia vào gánh hát Đức Huy, đi hát rong khắp mọi miền, có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, nhiều lối sống văn hóa. Là dịp hiếm có để nhạc sĩ Phạm Duy học hỏi, thu thập được rất nhiều chất liệu âm nhạc, làm giàu tri thức và làm vốn liếng, để sau này có thể trở thành nhạc sĩ thành công nhất của Việt Nam. Cuối thập niên 1940, thời điểm tham gia kháng chiến, ông đã viết rất nhiều bài cổ vũ tinh thần yêu nước và hăng say lao động, tiêu biểu là Nương Chiều, Nhớ Người Ra Đi, Nhớ Người Thương Binh, Gánh Lúa, Quê Nghèo, Bà Mẹ Do Linh. Sau khi rời bỏ kháng chiến để về thành vì bất đồng quan điểm về sáng tác nghệ thuật, từ đầu thập niên 1950, nhạc sĩ Phạm Duy bắt đầu sáng tác mạnh mẽ, đặc biệt là khi vào đến Sài Gòn năm 1952. Tiêu biểu nhất của thời kỳ này là Tình Ca, Tình Hoài Hương, Bà Mẹ Quê, Em Bé Quê,
vợ chồng quê. Thuyền viễn xứ, ngày trở về, người về. Có thể thấy, thời kỳ này chủ đề tình yêu chưa xuất hiện nhiều trong nhạc Phạm Duy và vẫn chủ yếu là những ca ngợi con người, ca ngợi quê hương. Đây cũng là thời gian mà nhạc sĩ Phạm Duy sang Pháp du học, nghiên cứu sâu hơn về âm nhạc thế giới. Ông sang Paris trong hơn 3 năm, từ năm 1952 đến năm 1955. Sau khi trở về nước, dòng nhạc của Phạm Duy có phần khác biệt hơn. Ngoài việc tiếp tục sáng tác những bài nhạc mượn chất liệu dân gian, ông sáng tác thêm dòng nhạc về tình yêu đôi lứa, về thân phận con người, với nhạc điệu hiện đại hơn, mang nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Nước mắt rơi, đường chiều lá rụng, một bàn tay. Thời kỳ này, dù đã có vợ con, gia đình đầm ấm, nhưng với một người đào hoa như nhạc sĩ Phạm Duy, ông đã có nhiều cuộc phiêu lưu tình ái mà chính ông đã kể lại trong hồi ký cuộc đời mình. Cuộc phiêu lưu ái tình dài nhất trong số đó, kéo dài tròn 10 năm, đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát được ra đời. Và đều là những bài tình ca quyến luyến yêu thương. Thương tình ca, tìm nhau, cho nhau, con đường tình ta đi, đường xa nhau, cỏ hồng. Khi cuộc tình đó chấm dứt thì lại có một loạt bài tình ca nữa ra đời, lần này là tình ca buồn chia xa. Nghìn trùng xa cách, chỉ chừng đó thôi, Nha Trang ngày về. Khoảng thời gian thập niên 1960 và nửa đầu thập niên 1970 là thời kỳ sáng tác sung mãn nhất của nhạc sĩ Phạm Duy, mà trong lịch sử âm nhạc Việt Nam khó có ai có thể sánh bằng. Nếu nói ông là số 1 thì người ở số 2 phải ở một khoảng cách khá xa. Bởi vì không chỉ sáng tác nhiều, có rất nhiều bài hát được yêu thích và trở thành bất hủ, mà Phạm Duy còn sáng tác rất đa dạng thể loại. Hầu như không có chủ đề nhạc nào mà không có dấu chân mang tính khai phá của ông. Ngoài nhạc quê hương, tình tự dân tộc và nhạc tình ca đã nhắc đến, nhạc sĩ Phạm Duy còn sáng tác nhạc thiếu nhi, nhạc trẻ, nhạc trường ca, đạo ca, thiền ca, tâm ca. Về thể loại nhạc vàng đại chúng, ông cũng góp mặt với các bài nổi tiếng là Ngày em 20 tuổi, Anh hỡi anh cứ về. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng là một trong những nhạc sĩ phổ thơ nhiều nhất, nổi tiếng nhất. Điển hình là phổ thơ Cung Trầm Tưởng, Nguyễn Tất Nhiên, Phạm Thiên Thư, Minh Đức Hoài Trinh. Nhờ nhạc Phạm Duy mà công chúng yêu nhạc biết đến những nhà thơ như Phạm Văn Bình, Vũ Hữu Định. Ngoài ra, Phạm Duy cũng là một trong những người đầu tiên viết lời Việt cho nhạc ngoại. Từ thời kỳ thập niên 1940, ông đã viết lời cho nhạc cổ điển. Đến thập niên 1960-1970 thì ông viết lời cho nhiều bài nhạc Mỹ đương đại. Thời kỳ sau năm 1975, nhạc sĩ Phạm Duy vẫn tiếp tục sáng tác tại hải ngoại. Tuy nhiên đó là thời gian lưu vong, ông phải bận nhiều công việc để mưu sinh nuôi gia đình trong thời gian đầu, chủ yếu là ca hát, lưu diễn. Không còn thảnh thơi như trước nên số lượng tác phẩm thời gian sau này không còn nhiều. Ngoài sáng tác và biểu diễn, nhạc sĩ Phạm Duy còn có những công trình khảo cứu về âm nhạc Việt Nam có giá trị. Ông từng giữ chức giáo sư nhạc ngữ tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Ông còn được xem như một nhà văn với 4 tập hồi ký về cuộc đời viết vào đầu thập niên 1990. Với hơn 70 năm sự nghiệp, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước, ông được xem là cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam. Tuy vậy, bên cạnh đó, các quan điểm nhìn nhận của ông cũng khác biệt, chủ yếu là do các vấn đề chính trị. Ngoài nền văn hóa mang tính nhân bản của Pháp, ông còn được tiếp xúc với văn hóa cổ truyền qua các tác phẩm của cha ông là Phạm Duy Tốn hay cuốn tục ngữ Phong Giao của người anh họ Nguyễn Văn Ngọc. Nhạc sĩ Phạm Duy học vỡ lòng tại trường Hàng Thùng, học tiểu học tại trường Hàng Vôi. Tính ông nghịch ngợm, học không giỏi thường hay bị phạt. Đến năm 13 tuổi, vào được lớp nhất, ông mới học giỏi dần, trở thành một trong những học sinh ưu tú của lớp, nhất là môn đọc thơ tiếng Pháp. Ngoài vai trò là một nhạc sĩ nổi tiếng nhất của Việt Nam, Phạm Duy còn là một ca sĩ thế hệ tiên phong của tân nhạc, xuất thân trong gánh hát cải lương Đức Huy, Charlotte Miều. Gánh hát này đưa ông đi nhiều miền trên đất nước, giúp ông mở mang tầm mắt. Ngoài ra,
khiến ông trở thành một nhân tố quan trọng trong việc phổ biến tân nhạc đến các vùng.